Thưa quý vị và các bạn, cuộc vận động ủng hộ Quỹ Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động là một hoạt động thiết thực có ý nghĩa chính trị. Qua cuộc vận động, các cán bộ, công chức, viên chức lao động trong toàn tỉnh đã đóng góp ủng hộ với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Để có được kết quả ấy, các đơn vị đã tích cực tuyên truyền xuống tận cơ sở để vận động ủng hộ cho hoạt động ý nghĩa này. Phóng sự ghi nhận sau đây được thực hiện tại huyện Trảng Bàng. Cuộc vận động ủng hộ Quỹ Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động là một hoạt động thiết thực có ý nghĩa chính trị. Qua cuộc vận động nhằm kịp thời ủng hộ vật chất và tinh thần cho lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư, ngư dân đang ngày đêm bám biển vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Qua cuộc vận động, cán bộ, công chức, viên chức lao động trong toàn tỉnh đã đóng góp ủng hộ với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Nhận thức được ý nghĩa ấy, trong những ngày qua, Liên đoàn Lao động huyện Trảng Bàng đã tích cực tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện, tham gia ủng hộ cả về tinh thần và vật chất đối với chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa. Qua đó, cán bộ, công chức, viên chức lao động thuộc nhiều đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong toàn huyện Trảng Bàng đã nhiệt tình ủng hộ hơn 130 triệu đồng cho hoạt động này. Trong khoảng 10 ngày vận động, hơn 1.500 đoàn viên công đoàn giáo dục huyện Trảng Bàng đã ủng hộ hơn 42 triệu đồng cho chương trình ý nghĩa này. Trong cuộc vận động thì công đoàn giáo dục huyện đã triển khai đến tất cả các chủ tịch công đoàn cơ sở, tức là 63 chủ tịch công đoàn cơ sở trong vấn đề mà thực hiện cái việc vận động ủng hộ để mà hướng về Trường Sa, Hoàng Sa. Thì qua đó thì các chủ tịch cơ sở đã về vận động và triển khai kế hoạch này đến tất cả các đồng viên trong toàn ngành với số lượng là 1.531. Thì trên tinh thần này thì trong đồng viên đã hưởng ứng tích cực và đã hướng về Trường Sa, Hoàng Sa thân yêu của Tổ quốc. Không chỉ ở những doanh nghiệp có số lượng đoàn viên công đoàn lớn, nhiều doanh nghiệp có số lượng đoàn viên công đoàn ít cũng tích cực đóng góp Quỹ Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa. Là doanh nghiệp tư nhân với 49 đoàn viên công đoàn, ngoài việc chăm lo quyền lợi người lao động, công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Thành ở ấp An Phú, xã An Tịnh đã tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên đóng góp để ủng hộ cho chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa. Mỗi công nhân nhận thấy việc ủng hộ là cần thiết để góp sức mình cùng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Bà Huỳnh Tú Kim, Chủ tịch công đoàn cơ sở công ty chia sẻ. Tôi cũng có phối hợp với lại chủ doanh nghiệp gửi ý kiến nói về chung tay góp sức để cho chủ doanh nghiệp biết và người lao động biết để ủng hộ việc Trường Sa, Hoàng Sa, bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng của Việt Nam chúng ta. Cho nên cái công việc đó, phong trào đó là bên công ty và người lao động cũng đã tổ chức phối hợp rất là tốt đẹp và cũng đã quyên góp lượng số tiền đã nộp về cho bên cấp trên kịp thời. Khi mà ra vận động tuyên truyền thì người công dân và chủ doanh nghiệp rất là tích cực và hăng say trong cái việc mà bảo vệ, chia sẻ cho người chiến sĩ và ngư dân bảo vệ tại Trường Sa và Hoàng Sa. Để cuộc vận động đạt kết quả, công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Thành đã có sự quan tâm chăm lo đến đời sống của công nhân lao động, từ tiền lương, tiền thưởng đến các chế độ khác như phụ cấp tiền ăn trưa, tiền nhà trọ. Là doanh nghiệp chuyên sản xuất gia công các loại da cung cấp cho các nhãn hiệu sản xuất giày da chất lượng như Bitis, công ty luôn chú trọng đến việc tăng thêm tiền thưởng cho người lao động hoàn thành tốt công việc. Công nhân ở đây làm việc rất là tích cực và đời sống của công nhân lao động rất là tốt. Là do tôi cũng có góp ý kiến và phối hợp với chủ doanh nghiệp để đáp ứng đầy đủ những chính sách chế độ cho người công nhân làm việc tại của công ty Kim Thành chúng tôi. Bà Trần Thị Mai, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Trảng Bàng cho biết, để đạt được kết quả đó, huyện đã tích cực chủ động trong tham mưu và xuống tận cơ sở doanh nghiệp để vận động. Khi mọi người thấy được ý nghĩa của việc làm này, đã sẵn sàng ủng hộ một cách nhiệt tình. Đối với Liên đoàn Lao động huyện có được những thành tích trong thời gian vừa qua thì tiếp thu tinh thần chỉ đạo đó thì tham mưu trực tiếp cho lãnh sự lãnh đạo của huyện ủy chỉ đạo
và có cái kế hoạch đưa xuống cái công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện. Thì nói chung thì qua cái cuộc vận động này, thì qua cái tuyên truyền vận động, tất cả cán bộ công nhân viên chức đều hiểu được cái ý nghĩa mục đích của cuộc vận động, cho nên là cũng đồng tình hưởng ứng tham gia. Thì trong đó là có các cái doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. Có thể thấy, cách làm kịp thời của Liên đoàn Lao động huyện Trảng Bàng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, cùng với sự ủng hộ của cán bộ công chức viên chức trong toàn tỉnh, đã sẻ chia phần nào những khó khăn của gia đình lính đảo và các chiến sĩ đang ngày đêm bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chương trình cũng ủng hộ cho ngư dân đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa có tàu bị hư hỏng, cũng như hỗ trợ lưới, ngư cụ, chăm sóc cho người bị thiệt hại. Đây chính là nguồn động viên để ngư dân tiếp tục vươn khơi, bám biển, nhất là ở khu vực ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa của Tổ quốc. Phần cuối của chuyên mục Lao động và Công đoàn kỳ này sẽ giới thiệu về một tấm gương cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu trong khối doanh nghiệp, anh Nguyễn Hữu Cần, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Puli Việt Nam, người hết mình vì quyền lợi người lao động. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung. Cán bộ công đoàn cơ sở ngoài nhiệm vụ chuyên môn còn phải thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động tại địa phương cơ sở. Trong số những cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu, anh Nguyễn Hữu Cần, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Poly Việt Nam nằm trong khu công nghiệp Phước Đông trên địa bàn huyện Gò Dầu, được xem là những cán bộ công đoàn trẻ khối doanh nghiệp có tâm huyết với phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, hết lòng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên người lao động. Chỉ mới hơn 30 tuổi, nhưng anh Nguyễn Hữu Cần có nhiều năm gắn bó với công tác công đoàn. Năm 2012, khi công ty trách nhiệm hữu hạn Poly Việt Nam thành lập, anh Cần đã là thành viên trong ban chấp hành công đoàn lâm thời, rồi được mọi người tin tưởng bầu làm chủ tịch công đoàn cơ sở công ty. Mặc dù còn khá trẻ, nhưng ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Poly Việt Nam luôn được tổ chức công đoàn tỉnh Tây Ninh đánh giá cao vì những thành tích đạt được trong công tác phối hợp với doanh nghiệp trong việc chăm lo, đảm bảo đời sống cho người lao động. Những thành tích đó có thể kể đến sự đóng góp không nhỏ của anh Nguyễn Hữu Cần, Chủ tịch Công đoàn công ty. Là người trẻ, dám nghĩ, dám làm, anh Cần luôn có những sáng kiến, đề xuất các hoạt động để phối hợp với chủ doanh nghiệp, chăm lo, đảm bảo đời sống cho người lao động. Anh và ban chấp hành công đoàn đã chủ động đề xuất, đàm phán những điều khoản có lợi cho người lao động, nhưng vẫn hài hòa lợi ích với doanh nghiệp, đảm bảo quan hệ lao động ổn định. Là một doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên gia công, sản xuất các mặt hàng giày thể thao, công ty trách nhiệm hữu hạn Poly Việt Nam có số lượng công nhân hiện nay trên 5.000 người, phần lớn là lao động trong tỉnh và các vùng lân cận. Nhiều năm qua, ban chấp hành công đoàn ở đây đã trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động. Để đảm bảo chất lượng bữa ăn cho công nhân, ban chấp hành công đoàn cử đại diện tham gia vào đội kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn của công nhân, lắng nghe ý kiến của anh chị em công nhân về bữa ăn. Trong năm 2013, ban chấp hành công đoàn đã đề xuất với ban giám đốc công ty nâng phần ăn trưa từ 12.000 đồng lên 15.000 đồng, góp phần nâng chất lượng bữa ăn công nhân được cao hơn. Để đảm bảo lợi ích chính đáng, ổn định cho người lao động, trong đó có hơn 85% là lao động nữ, anh Nguyễn Hữu Cần và ban chấp hành công đoàn đã chủ động thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể theo hướng có lợi hơn cho người lao động, như trợ cấp tiền chi phí giữ trẻ hàng tháng cho lao động nữ có từ 1 đến 2 con dưới 6 tuổi, lao động nữ khi mang thai, nghỉ thai sản hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, khi hết hạn hợp đồng sẽ được tiếp tục ký kết hợp đồng mới, công nhân lao động mất, ốm đau, thai sản. Hàng năm, ngoài việc nâng bậc lương theo quy định, ban chấp hành đề xuất với chủ doanh nghiệp sớm có kế hoạch tăng lương cơ bản, thông báo rộng rãi trong công nhân để công nhân yên tâm sản xuất. Dưới vai trò là chủ tịch công đoàn, tôi luôn chú trọng về công tác tổ chức, như xây dựng quy chế hoạt động của công đoàn cơ sở, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban chấp hành, xây dựng quy chế phối hợp với ban giám đốc công ty,
cùng ban giám đốc công ty trực tiếp giải quyết nhanh những cái kiến nghị, thắc mắc, khiếu nại của người lao động trong doanh nghiệp, bám sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp thông qua tổ công đoàn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động, đề xuất với ban giám đốc những cái giải pháp trong cái việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định, từ đó tạo niềm tin cho người lao động vào tổ chức công đoàn. Chính những suy nghĩ và hoạt động hết mình chăm lo cho công nhân lao động, anh Nguyễn Hữu Cần luôn được công đoàn cấp trên đánh giá cao. Sự tín nhiệm của chủ công ty và đặc biệt là được công nhân, đồng nghiệp tin tưởng quý mến. Thì anh Cần á, là chủ tịch công đoàn cơ sở rất tích cực và năng động trong cái lĩnh vực mà hoạt động của bên công đoàn. Thứ hai đó là anh Cần luôn quan tâm đời sống, một tinh thần gần gũi, sâu sắc, bắt kịp tự nguyện, nguyện vọng của người lao động và giải quyết thỏa đáng những kiến nghị của người lao động, từ đó tạo được niềm tin của công nhân lao động trong tổ chức công đoàn. Trong các năm 2012-2013, công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Poly Việt Nam liên tục đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh. Anh Nguyễn Hữu Cần, chủ tịch công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Poly Việt Nam, được ban chấp hành công đoàn các khu công nghiệp Tây Ninh tặng giấy khen đã có thành tích xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc năm 2012-2013. Anh cũng là gương mặt đại diện cán bộ công đoàn tiêu biểu ở Tây Ninh tham dự hội nghị biểu dương 85 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc năm 2014 vừa được tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Với anh, đó không chỉ là vinh dự mà còn là dịp để anh học hỏi kinh nghiệm của đại biểu từ khắp mọi miền đất nước và là động lực giúp anh phấn đấu hơn nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Lao động và Công đoàn của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.